bơi xì nè, dí heo. Anh Chánh còn quên bao lì xì nữa nha, dí theo nhé. Hai cái nhà à, tổng giám đốc Hồng Loan ha, giao hàng cho khách này vô à, thì à, đưa hàng cho anh shipper. À, thấy là anh Chánh đang xả một cái đơn hàng rất là to nè, mình đi qua bản ha cả nhà, bản xíu bản mình là ngắm ngắm xíu. Nhà anh Chánh đang đóng một cái bao hàng rất là to. À, chú lấy thêm một đơn nữa. Rồi. Anh Chánh à. À, anh Chánh anh chị này hai bịch hàng đó cho anh. Đây là mình dàn thôi chú. Có gì mà phải thăm tao thêm ha. Anh Chánh ơi, có tặng cái vỏ chưa? Hả? À, có rồi. Có rồi hả? Em tưởng quên, nãy như nãy dí theo mệt lắm á. Hồi nãy anh dí theo cái chị xe hơi, anh xe hơi. Bơi xì nè, dí theo. Anh Chánh còn quên bao lì xì nữa nha, dí theo nhét. Trời ơi, thấy chưa, em nhắc đó. Được tặng vỏ và bao lì xì nữa nha cả nhà. Wow, anh chị này chắc mua về ăn Tết luôn á nha, mua được hai bịch hàng rất là to luôn, được tặng hai cái vỏ luôn. Chào chị nha, sáng nhiều sức khỏe. Bụng bụng thì có bán bánh tét nữa nha, sữa ha, rất là ngon luôn. Quay trong shop xíu nha, bên trong thì có chị gái với lại cô đang, anh Chánh đang hướng dẫn lựa hàng. Bên chỗ cái rổ này có những cái món hàng để tích thử nè của chú chị. Cái rổ đỏ đỏ này nè là những cái món hàng tích thử ha. Khi mình tới thì mình thử. Chánh này à. Đó, Chánh lấy một cái bịch màu đen. Dạ không, một lát cắt bỏ xong hết. Đó có gì đồ cơ mình mua hàng không mà. Sáng shop rất là nhộn nhịp. Dặn đâu, cửa hàng vô đâu chị? Dặn tư hay gì á? Anh Chánh lấy một cái vỏ tặng nè. Em quên tặng bao lì xì cái anh sắp anh chạy theo cả nhà. Chú Pháp nhìn vui, chú hay cười cười. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bùm rất là dễ thương nha cả nhà. Đẹp gái. Đó, cái nhà thấy là khi mà khách tới mua cái kệ hàng nó vơi đi trống chỗ nào là anh Chánh sẽ lấy hàng để vào cái chỗ đó cho đầy ha. Vừa đẹp mắt mà vừa cho khán giả dễ dễ lựa nữa. Anh Chánh đứng cái tướng này cả nhà, chống nạnh là chuẩn nhà quê luôn á. À, không lo. Vâng, buổi đoàn sáng. Anh Chánh giao hàng. Ủa gái búa Ủa, bên phải là ông bên kia không? Giao 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 cho Hồng Loan mới lấy đồ vô mà. cho Bên kia kìa, có anh phải anh đó không anh? Phải ông xanh đó không? Rồi, ông đó chắc luôn hả anh Chánh? Một cô đang mua hàng ở nhà. Mua tối tay chưa? Xin lỗi vậy. Vậy mà anh tính xuất ra là không ai. Kỳ vậy. Kỳ lạ vậy. Điện là Lá kinh. À, shipper điện mà ảnh xách ra không có ai đó nha. Sáng giờ anh Tránh hoạt động liên tục luôn. Vừa nhập hàng nè đó, xách cả nhà thấy không? Ảnh để hàng lên trên kệ ha. Rồi ảnh xách hàng ra cho shipper. Chưa tặng giỏ, anh xách cái giỏ anh chạy theo, chưa tặng ba lì xì quên đó nha. Anh xách anh dí theo anh tặng. Thấy thương ha cả nhà.